Xin chào các bạn, mình quay cho các bạn xem một cái đơn hàng của một em khách ở trong miền Nam các bạn nhé. Em ấy đặt mình đơn hàng này là lần thứ 3 rồi. Đó, lần này em đặt một cái dây vải rồng này, 2 cây. Đó, và 2 cái nhẫn trơn. Nhẫn này rất là dày mọi người nhé. Đó, nhẫn dày, nhẫn này nam đeo. Đó, các bạn nào thích đeo trơn, thích đeo đơn giản thì các bạn làm cái mẫu này đấy, làm dày chút các bạn đeo thì rất là yên tâm đấy, vừa đẹp vừa tránh gió luôn nhá. Đấy, và một cái sản phẩm nữa là một cái nhẫn đá. Đó, nhẫn đính đá thì em mới đặt cho bà xã nhé. Cái này thì size hơi to đấy, size to thì các bạn là bắt buộc phải đặt hàng đặt thì mới có size được, chứ bình thường nếu mà size như thế này mà các bạn đi mua sẵn thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có cái sản phẩm mà size to như thế này sẵn cho nữ đâu mọi người nhé. Đấy, và một cái sản phẩm nữa em mới đặt cho bà xã là một cái dây chuyền. Đấy, một cái dây chuyền bạc ta, cực kỳ là đẹp mọi người nhé. Cái dây này thì các bạn đeo thì yên tâm là nó sẽ đẹp như là vàng trắng luôn. Đấy, rất là mềm. Đấy, dây này là dây bạc cực kỳ là đẹp. Đấy, và một cái bộ sản phẩm cho con gồm một cái dây chuyền mặt Phật Quan Âm. Đấy, và một cái lắc tay mọi người nhé. Đấy, thì tất cả những cái bộ sản phẩm này là đều là bạc đẹp hết. Và đây là khách quen của mình. Đó, cho nên là các bạn ở xa nhé, mọi người mà có cái nhu cầu mà quan tâm đến cái dòng trang sức bạc ta, đặc biệt là bạc đẹp, thì các bạn cứ yên tâm là bên nhà mình là mình chắc chắn là sẽ làm hàng chuẩn cho các bạn. Đó, tại sao mình lại có những khách mà thì mua của mình đến 3-4 lần. Đó, bởi vì là chất lượng mà mình làm cho các bạn đấy là đảm bảo là đạt yêu cầu và là hàng chuẩn, cho nên là các khách hàng mới ủng hộ mình nhiều lần như vậy các bạn nhé. Chứ bình thường nếu như mà hàng mà không ra sao thì chắc chắn là khách hàng người ta chỉ có mua một lần thôi. Đó, mình sẽ khẳng định luôn với các bạn là bên nhà mình là nếu như mà các bạn làm những cái sản phẩm hàng đặt thì các bạn cứ yên tâm về chất lượng cả. Đấy, còn các bạn đeo mà chẳng may mà có bị đen thì chẳng qua là nó là do cơ địa thôi. Chứ mình khẳng định với các bạn là hàng bên nhà mình là hàng chuẩn, hàng đẹp các bạn nhé. Đó, thì bạn nào mình có nhu cầu về sản phẩm bạc ta và cần tư vấn về bạc thì các bạn cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0966 646 460. Mình có bạc cho mọi lứa tuổi các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì cứ alo với mình, mình sẽ cho các bạn xem mẫu. Các bạn chỉ cần nói là mình có nhu cầu về lắc tay hay dây chuyền cho tầm tuổi như thế nào, đó thì mình sẽ gửi mẫu và tư vấn cho các bạn nhé. Thế thì cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Xin chào. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.